Cuộc đời của chúng ta đôi khi cái bước chân mình đi, bước chân nào nó cũng gai góc, chứ không phải bước chân nào nó cũng dễ dàng như mình nghĩ đâu. Cho nên cái bài kệ đó nó nuôi dưỡng mình. Cái bài kệ nó nuôi dưỡng mình và nó làm cho cái tinh thần này nó phấn chấn lên. Mấy ngày nay tôi mệt lắm đó. Chắc không chừng tôi xin Phật tôi tu nửa buổi thôi, nửa thời thôi. Cái tinh thần mà nó xuống. Và nếu mà đó là chưa nói, mình gặp ngoại duyên ngoại cảnh. Ngoại cảnh là thời tiết nè, nóng lạnh bất chừng nè. Ngoại duyên là những người xung quanh. Có nhiều khi người ta làm mình buồn, người ta làm mình giận, người ta làm mình hờn, người ta làm đủ thứ hết. Cái mình cũng muốn mình thôi. Tôi tưởng đâu tới khóa tu hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, ai ngờ cái này thế kia. Đây là Pháp Hòa nói, là Pháp Hòa nói hờ thôi, để cho đại chúng biết rằng khi chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải biết rằng nó không phải đơn giản. Mà nói chung không phải chuyện tu hành, bất cứ chúng ta làm gì trong cuộc sống này, không có cái gì mà chúng ta cầm lên cái là nó được liền hết. Nó đều phải có cái sự chú tâm, để ý và luyện nó. Đơn giản như cầm cái dùi thỉnh vô cái chuông. Nhưng mà nếu cái người không học, không gì hết trơn, là cứ cầm dện một cái bóp thôi, họ nghĩ rằng miễn ra tiếng là được. Nhưng mà với cái người mà người ta tu tập thì cầm cái dùi như thế nào, để cái dùi mình vô cái chuông như thế nào, mà phát ra cái tiếng như thế nào. Bởi vì cái tiếng chuông đó phải phát ra mà làm cho người nghe thanh thoát, chứ đâu phải đơn giản. Bất cứ làm cái gì, không có cái gì mình tự động mình đụng vô mà nó thành hết, mà nó đều có cái chú tâm ở trong đó, để tâm để ý trong đó. Vậy thì chúng ta tu tập để gom cái đó lại. 10 ngày này quý vị không còn nhớ cái gì ở thế gian nữa hết. Gom cái đó lại để nó nuôi dưỡng mình. Để đủ 10 ngày này xong rồi mình về, mình còn mấy trăm ngày kia, cả trăm hơn ngày kia, để mình dùng cái năng lượng này. 10 ngày này là mình huân tu. Cho nên một cái tinh thần đó. Rồi thí dụ mình cầm bình bát lên. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Thì cái câu đó làm cho cái tinh thần mình phấn chấn lên. Nhớ là ăn chén cơm này không phải chỉ để no bụng mà thôi, mà còn giúp cho mình tu để nuôi lớn chánh trí. Chánh trí là gì? Là trí tuệ chân chánh của bát chánh đạo, gọi là chánh huệ, chánh, chứ không phải là tà tuệ, không phải là chánh tà tư duy, mà là chánh tư duy. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí. Ứng lượng khí tức là cái dụng cụ để mình đo lường cái sức ăn của mình. A measurement. A bowl is a measurement instrument. Mình ăn sức mình bao nhiêu, lấy bao nhiêu. Xin giữ để nuôi thân. Xin giữ cái thức ăn đó để nuôi thân. Thì cũng giống như mình giữ cái pháp Phật để mình nuôi tâm. Cho quý vị thấy bài kệ đắp y, bài kệ cầm bát. Rồi sáng ra đó, đúng ra là tóc mình cạo sạch rồi là khỏe ru rồi. Nhưng mà giờ mình chỉ nhá kéo thôi, thành thử ráng sáng ra nó cũng rối. Mặc dù đi tu mà cũng có cái lược. Tuần rồi khóa tu mấy em nhỏ, năm nay khóa tu các em nhỏ đông nhất trong mỗi năm, 130 em. Thì có một em đó, nó qua nó dự khóa tu, mẹ dẫn mấy đứa con đi, mà gấp quá quên đem cái đồ sấy tóc. Rồi sáng ra cái cổ rủi vô, Pháp Hòa đang ngồi, cổ nói nhỏ: thầy con xin lỗi thầy, con làm phiền thầy buổi sáng, thầy cho con mượn máy sấy tóc.
Khi mà cổ hỏi là thầy cho con mượn máy sấy tóc, là trong đầu cổ very sure you have it. Nghĩa là cổ chắc chắn thầy có, cổ mới hỏi câu đó. Chứ phải chi mà cổ nhẹ nhàng cổ hỏi thầy có không cho con mượn. Thầy còn đỡ phải không? Thầy cho con mượn máy sấy tóc, nghĩa là con chắc thầy có đó. Có một lần một Phật tử tới chùa Trúc Lâm. Rồi tới xong rồi cái nửa khuya cái lấy cái phone tay gọi vô phone chùa. Mà ở dưới lầu chứ đâu, ở dưới basement thôi. Mà sợ lên gõ cửa thầy làm phiền, gọi lên chùa hỏi thầy ơi thầy cho con mượn cái lượt. Thiệt sự ra quý vị không phải cố tình chọc quê thầy, nhưng mà quên. Cứ tưởng là thầy có everything. Người tu mình có những cái không có, và cái những cái chúng ta có. Cái chúng ta có là gì? Có cái không cầu. Cái đó nó nằm ở trong 7-8 thứ mà người tu không nên có. Người tu nên có 8 cái không. Cái không thứ nhất gọi là vô cầu chi hữu. Nên có cái không cầu. Mà cái chữ vô cầu á, nó không có nghĩa là cứ ngồi chơi thì đừng cầu gì hết. Không phải. Chúng ta làm tất cả nhưng mà không vướng cái gì hết. Không cầu nó phải có cái gì hết. Ví dụ như ngày xưa Luận Ngữ có câu, Luận Ngữ của Khổng Tử: quân tử thực bất cầu bảo, người quân tử ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Ví dụ mấy ngày nay không phải là do các vị nấu ăn thiếu, mà tại mình ăn nhiều. Nói vậy cho đỡ quê. Thưa đại chúng, là ở trong bếp á, mình có một cái xửng nấu, một cái lò nấu cơm, 10 xửng, 10 cái tray. Một lần nấu khoảng 1 tiếng là ra 10 tray đó. Mà 10 cái tray đó có thể ăn vài trăm người, 700-800 người. Mà mình ở đây á, hiện tại bây giờ số lượng không, số lượng có những ngày 700 cũng có, 650 cũng có. Mà hồi sáng này là double lên. Một mấy khóa trước á, 18 tray ăn 2 bữa, tại vì mỗi bữa ăn có 4 tray à, 4 mâm thôi. Bữa nay là hồi sáng là 20 mâm mà cũng không đủ. Nhưng mà thưa, tại sao biết không? Lỗi là cái người nấu ăn. Nấu ngon thì ta mới ăn nhiều. Mình ăn cơm thì Pháp Hòa biết là hồi trưa Pháp Hòa ra là Pháp Hòa giải quyết. Cho bữa nào cũng tranh thủ, dù đang bận công việc nhưng mà tranh thủ ra để coi cái gì nó xảy ra là mình phải giải quyết liền. Thì hồi trưa là còn khoảng một dãy bàn, 50-60 người đang đứng chờ. Nhưng bây giờ nếu mà chờ cơm ra, chờ thức ăn ra, không bắt quý, không lẽ bắt quý Tôn Đức đứng chờ. Mà tội nghiệp nhất là cái người đứng cầm bát không mà ngó người ăn á. Lúc đó cái tinh thần mình nó phải lên liền. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ mời hết tất cả các vị nào mà chưa có thức ăn ngồi hết vô dãy bàn. Ngồi xuống. Ngồi xuống để cho đằng này ta làm việc, là các vị đã có cơm rồi bắt đầu cúng dường, bắt đầu vào thời khóa. Rồi một lát sau là các ban hành đường, ban trai soạn tự bới thức ăn để trên bàn cho các vị thiếu đó. Mình không nhất thiết phải chờ đủ. Tức là quý vị làm việc là quý vị phải giải quyết nhanh gọn cái nào nó tiện lợi. Thí dụ như bây giờ mình biểu các vị ngồi xuống rồi mình bưng tô nước, tô phở nước ra vì sợ nước nóng. Nhưng mà cái đường nó chật quá, làm sao mình chen chân vô mấy cái dãy kia. Thử lần đầu rồi không được là phải đi lần thứ hai là cách khác. Vị nào tới
cầm cái tô của mình đi vô chỗ luôn. Chứ bây giờ các vị ngồi xuống hết ban hành đường phải bưng, mà chỗ đâu mà chén chân. Bây giờ cái trai đường nó nhỏ mà không còn chỗ, nó lâu còn hơn nữa. Thì cái này không được thì mình phải qua cái khác. Quân tử thực bất cầu bảo, ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Hồi nãy có một cô tội lắm, thấy Pháp Hòa đi ra, cái cổ đi ra trễ, của sợ Pháp Hòa rầy, cổ đính chánh liền, còn lại ấp tấm lầu. Mà thôi giờ hỏi ăn uống sao, nó không, cô cứ qua cô ăn đi, bên kia còn, bên kia mới bắt đầu thôi. Quân tử thực bất cầu bảo, cư vô cầu an, ở không cần phải quá thù thắng sung túc, gọi là sang trọng. Có chỗ ngã lưng là được rồi. Thật ra cái câu này nó có thể áp dụng cho mình trong những ngày này. Quân tử thực bất cầu bảo, cư bất cầu an. Lẽ ra mình đã có một khoảnh nằm đất á, mà bây giờ mình được cái ghế bố là ngon lành rồi. Mình đó một cái tấm trải dưới lưng để nó đừng có lạnh lưng là quý rồi. Đúng ra là bây giờ đầu mình phải cạo để cho nó lạnh cái mỏ hiền chơi. Người tu làm gì có mỏ ác. Mẫn ư sự như thận ư ngôn. Đây là nói người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu sang trọng sung túc. Mẫn ư sự như thận ư ngôn. Mẫn là gì? Là siêng năng cần mẫn, siêng lắm, làm việc nhiều lắm, nhưng vẫn thận trọng lời nói. Tại sao? Tại vì con người của chúng ta thường mắc phải một cái lỗi là làm nhiều là tự cao. Mà cái tự cao ở trong lòng mà có rồi là cái cao giọng nó cũng ra đó. Chứ cái người làm việc siêng năng, làm việc nhiều mà giọng không cao ngạo, có đồ quý lắm. Mẫn ư sự nhi thận ư ngôn. Thận là gì? Là thận trọng. Thận trọng cái lời nói tương đồng với sự siêng năng của mình. Cái người như vậy gọi là gì? Vô lượng công đức. Người đó gọi là phước đức hữu lậu, phước đức vô lậu đầy đủ. Tự hữu đạo như chánh yên. Tự hữu đạo như chánh yên là gì? Nghĩa là luôn tìm cái người đạo đức để nhìn họ mà sửa mình. Ví dụ mình đắp y méo, nhìn qua thấy đạo hữu, cái vị đồng tu với mình đắp cái y đẹp, chỉnh cái y đó lên. Mình làm cái việc đó, mình thấy sao cái người kia ta làm hay, mình theo đó mình làm. Thì cái đó gọi là tự hữu đạo như chánh yên. Thì Khổng Tử gọi là khả vị hiếu học. Làm được những điều trên, được Khổng Tử gọi là người ham học. Thứ nhất, ăn không cầu no. Thứ hai, ở không cần sung túc. Thứ ba, siêng năng mà lời nói không cao ngạo. Thường thường mình mà làm được chút việc, hay mình làm việc nhiều hơn ai hết là bắt đầu giọng mình sao? À, dây đàn nó lên, mà nó hát những bài cao thanh không. Trời đất ơi, từ sáng giờ làm gì đâu. Tôi không đó. Đúng rồi, tôi không nghĩa là không có tôi. Chứ cái người mà siêng năng làm điều đó, luôn luôn tìm cái người đạo đức để nhìn họ mà sửa mình. Làm bốn điều đó, làm bốn điều đó Khổng Tử gọi là khả vị hiếu học. Là gọi là người khả vị. Khả tức là đáng gọi. Đáng gọi là người hiếu học. Hiếu học là ham học.
Mình không có ham học, mình đâu có vô đây. Học cái ngồi thiền nè, học cái đi bát nè, học cái ăn cơm nè, học cái đắp y nè, học cái lễ lạy nè, học cái xưng hô nè, học từ sáng tới tối. Học đến khi nào mà mớ cũng thấy mình học. Còn mình mớ mình thấy trời ơi, đưa cái chén đó cho tôi. Tại mình đói bụng quá. Cho nên cái điều thứ nhất mà người tu có là gì? Vô cầu chi hữu. Nên có cái không cầu. Cái có từ sự vô cầu. Giống như là ngài trong kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hãy nên sanh cái tâm mà đừng có trụ vào cái gì hết. Bởi vì sao mà không trụ? Trụ là dính á. Tại vì sao? Tại vì nó thay đổi ào ào, nó thay đổi liền liền. Thì nếu tất cả cái gì mà nó có hình tướng nó thay đổi, thì cái gì mà nó ở yên đâu để mình trụ mình bám? Ngay bản thân mình, mình muốn trụ lại cái thời xuân trẻ lắm, nhưng mà không trụ được. Cứ đi dần dần mỗi ngày. Thưa đại chúng, 5 năm 6 tháng 7 ngày, ở tuổi 50 còn dám nói tôi sống được 5, 2 năm chứ. Qua tới cái tuổi 60 là tính tháng, qua tới tuổi 70 là tính ngày, ở cái tuổi 80 là tính giờ, còn qua tới 90 là tính khắc, tính giây. Tại vì 90 trở lên là giống như là dầu thì nó hết rồi. Mà cái tim dầu, tim đèn nó hút mớ dầu vô là xài cái số dầu mà nó còn dính trong cái tim đó. Thành thử ra nó có hút lên hết, nó có tắt lúc nào là có thể. 5 năm 6 tháng 7 ngày. Đó là cái câu người ta nói để mình tính tuổi đó. Cho nên cái không cầu không có nghĩa là mình buông trôi, không có, không phải vậy. Nhưng mà ví dụ như mình có cái gì có, nhưng mà không có cầu một cái gì nó hoàn hảo hết. Trong thời gian ở đây đó, nếu quý vị đến đây mà quý vị có những cái nhu cầu, những cái chuyện gia đình, chuyện gì quý vị cần gặp Pháp Hòa hay cần gặp quý thầy, để quý vị gọi là tâm sự riêng á, mình có thể gặp trực tiếp quý thầy để hẹn giờ. Như ngày mấy ngày nay tuy bận vậy đó, mà Pháp Hòa vẫn gặp một vài người đó, một vài vị là lên gặp Pháp, mà Pháp Hòa vẫn dành thời gian cho quý vị, gọi là cái giờ để mà mình tư vấn riêng đó. Để làm chi? Tại vì quý vị đi đến đây á, nếu những người mang tâm tu bình thường nó không nói, nhưng mà phần lớn những vị đến đây là đều mang một cái bầu tâm sự. Trước tu sau gặp ổng. Tại sao mà nói vậy? Tại vì vị nào vô cũng nói câu đó với Hòa hết á. Kỳ này con mục đích con qua, con tu, con thăm chùa, đồng thời con cũng muốn gặp thầy để thầy cho con một vài ý kiến. Nghĩa là mình đi một công hai ba chuyện tốt chứ có sao đâu, đỡ tốn tiền vé. Cho nên nếu mình thật sự cần thì mình có thể liên lạc để gặp. Nhưng mà nếu không có gặp được, không có giờ là mình thấy mình thôi, biết đâu chừng trong thời gian mình tu này nè, nó giải quyết hết. Tôi không cầu được mà do cái tu mà tôi chuyển được. Cho nên gần đây có một cái gia đình gặp nhiều những khó khăn, mà thậm chí có thể đưa ra tới tòa làm lớn lắm. Cuối cùng các vị đó liên lạc rồi Pháp Hòa nói đừng. Bây giờ nhà, cả nhà đang loạn, mà mình loạn nữa là sao? Cả đất nước này nó loạn. Thôi bây giờ quý vị nghe lời của quý vị thử đi. Bây giờ cả nhà đang loạn mà cái vị mà liên lạc với Pháp Hòa là một Phật tử,
Thiệu là nó thôi bây giờ mình lo mình tu, mình thử mình tu đi, mình đem cái công đức lực của mình để mình chuyển hóa. Có nhiều khi á, ma lực mà mình lấy cái phàm phu lực của mình ra mà chuyển sao nổi. Ngày hôm qua có nghe Phật tử nó nói câu chuyện này vui mà giờ kể lại cũng có lý. Có một hôm nó kể, nó nói cái lần đầu tiên nó qua đây nó dự khóa tu á, cái này mà cái đêm đó nó ngủ ở Trúc Lâm mà nó ngủ ngay bằng linh á. Thì có một anh Phật tử đi ngang, nó ê mày, mày dám ngủ qua đây hả, ở đây ma không á. Nói, anh đừng lo, mấy người này sẽ gặp một con quỷ. Tại vì đây mới ma của tôi quỷ. Thành thử nữa đại chúng là có nhiều khi á, Phật dạy trong kinh nào, nếu như mà mình ăn đánh trả đánh thì mình không phải là người xuất gia. Đây là người thế gian mà không nói ha. Nhưng mà nếu là một người đi tu, đi xuất gia rồi, thọ giới tỳ kheo rồi, thì ngoài 250 giới ra, ngoài 348 giới ra, ngoài 58 giới Bồ Tát ra, vị đó phải thọ 4 điều mà trọn đời phải tuân giữ. Trong đó có một câu là trọn đời này người ta mạ nhục con không mạ nhục lại. Người ta đánh giết con không đánh giết lại. Cái đó gọi là tứ y đó. 4 điều mà phát nguyện của một vị xuất gia. Trọn đời này nương gốc cây am lá chùa viện mà ở. Tức là mình tu rồi thì mình phải nương, ngày xưa là nương gốc cây, nương am tranh tách lá, thì bây giờ mình nương gì thêm chữ nữa, chùa viện. Trọn đời này nương vào những cái vật thực hiền lành để chữa bệnh. Cho nên vô cầu, người tu phải có cái vô cầu. Mà bây giờ Pháp Hòa nói không cần nói người tu đâu, nói mình sống trong cuộc đời thôi. Nếu mình sống mà mình giảm đi cái mong cầu mà nó vượt ngoài cái khả năng của mình đỡ khổ lắm. Cho nên nói ôi tôi cái gì cũng có, nhưng mà thiếu cái có vô cầu. Bây giờ mình nên có thêm cái đó, có cái vô cầu. Thật sự khi quý vị, những người nào mà lần đầu tiên tới đây, quý vị đi tới đây là trong đầu quý vị chưa bao giờ tưởng tượng ra Tây Thiên ra sao, chỉ thấy hình ảnh thôi. Không tưởng tượng Tây Thiên ra làm sao, và không tưởng tượng là mình tới đây mình sẽ như thế nào. Có nhiều khi mình tưởng tượng mình tới đây ha, vừa tới xuống xe ha, thầy trụ trì ông đứng ngay cửa, ông quen không? Ôi cha, rộng bắt tay. À, rồi cái giờ có mấy Phật tử hiền lành dẫn vô, niềm nở, đãi mình tô phở. Trời ơi, tới hồi xuống thấy vậy chứ. Ổng đâu mất tiêu rồi. Đúng đúng bệnh rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình tưởng tượng ra, quý vị không tưởng tượng ra, hôm nào quý vị nghe cái bài giảng ở Cali, ở San Diego vừa rồi, thì Pháp Hòa có nói cái này nó liên hệ tới duy thức học. Có những cái mình chưa bao giờ thấy mà mình cứ diễn tả thôi, gì tưởng tượng thôi. Cái thứ hai, người tu có vô vi chi lạc. Hồi nãy là vô cầu chi hữu. Cái thứ hai là vô vi chi lạc. Có cái niềm vui vô vi. Vô vi là gì? Không cần phải làm bất cứ cái gì, tạo tác cái gì để vui cả. Ví dụ mấy ngày nay nè, đâu có ai đánh trống thổi kèn hát hò ca nhạc gì cho mình nghe đâu kiểu vui. 5 giờ sáng có ông thầy ông đánh kiển từ đầu trên xuống dưới. Không, rồi 10 giờ rưỡi ông lắc chuông báo đi ngủ. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng
Pháp Hòa gặp quý vị trên đường, Pháp Hòa đều hỏi: ba ngày nay ở đây có vui không? Có ngủ được không? Pháp Hòa: nhưng mà đừng có nể tình, tôi mệt muốn chết mà tôi nói chẳng vui. Tức là cái niềm vui của mình mà không cần làm bất cứ điều gì mình vui, mà mình sống bình thường, nhàn nhã như vậy là vui. Cái hữu vi là cái mà mình có tạo tác. Ví dụ nè, bình hoa này là hữu vi nè. Nó có cái chế tác của con người. Cắt ra làm sao, ngắn dài sao, cắm xéo, cắm nghiêng làm sao. Bình hoa này là một cái hữu vi. Vì nó có cái tạo tác, cái chủ ý, cái bàn tay của con người tạo nên. Cái gì mà không do mình làm gì hết mà tự nó đi ra một cách bình thường, gọi là vô vị. Mà nhà Phật gọi cái đó là Niết Bàn. Không có còn, mình không có sanh khởi tạo tác gì nữa hết. Ngồi đâu cũng vui. Ngồi thiền cũng vui, ngồi ăn cũng vui, ngồi nghe pháp cũng vui, ngồi bà Tám cũng vui. Thêm câu hơn, bà Tám vui hơn. Mình đâu có quy định cái chỗ đâu. Tự thứ lớp mà ngồi. Vô vi là cái chúng ta không cần tạo tác gì, cứ tu tập mà tự nhiên nó giải. Cũng giống như mình uống thuốc vậy đó. Uống thuốc thì cứ uống mà nó hết, mình đâu ép nó gì được. Có nhiều khi chỉ một viên thuốc mà hết bệnh. Có nhiều khi uống cả chai rồi mà vẫn không hết. Mà mình làm gì được với cơ thể này không? Thôi bây giờ phải vô vi với nó thôi. Phải niết bàn với nó thôi. Ho thì phải chịu mình ho. Giờ mình ngồi đây mình cũng niết bàn. Cho nên đó, chữ Nirvana đó. Chữ Nirvana là tiếng Phạn, chữ nơ là no. Vana là negatives. Bất cứ lúc nào trong tâm mình không còn một cái negatives, một cái tiêu cực, đó là niết bàn. Cho nên đó, người chư tổ đã dịch chữ niết bàn là, niết bàn là gì? Niết bàn là diệt độ, diệt sanh tử, độ phiền não. Khi nào mà độ được phiền não là mình dứt được sanh tử chứ gì đâu. Phiền não mình không độ được thì mình buồn vui cả ngày. Mà buồn vui cả ngày là sanh tử. Cái ý nghĩa sanh tử trong Phật giáo nói là buồn vui hờn giận lên xuống cả ngày, luân hồi sanh tử cả ngày. Chứ không phải là đợi chết với luân hồi sanh tử. Hồi nãy tôi đứng sắp hàng, tôi đếm rồi, tôi là người thứ 5, tới tôi là chén chè đó còn ạ. Trời đất ơi, ai ngờ ông thầy cũng đi ngang, ông lấy hai chén bưng kia. Ví dụ vậy đó. Mà trường hợp đó hồi nãy là hơi có chút xíu cầu được cái chén chè đó. Giờ đi tới rồi, vô cầu. Người ta ăn mình khỏi ăn, nhưng mà chưa chắc là mình không có chén chè đó, mình không có chén chè khác. Nhưng mà thường thường mình hay xác định, chính cái hay xác định đó nó làm mình khổ đó. Có nhiều khi mình mất cái này mà có cái khác nó ngon hơn sao. Bây giờ thường thường ta làm lạc của mình, ta hay đền cái quý hơn. Tới hồi đó đó, không sao cả, tôi cứ ngồi để tôi vô vi. Trời ơi, lát ra không phải cái chén chè của chúng ăn nữa, mà ở trên quý tôn đức hồi hướng xuống. Cho nên quý vị biết là có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, đây là mình nói tu, chứ thật sự ra đừng có bị cái chữ tu nó làm kẹt mình là phải Phật giáo mới được cái này. Không cần. Bất cứ ai
Bất cứ ai muốn có được một cuộc sống thảnh thơi, gọi là lìa phiền não của xuất gia, tuy quý vị còn thân ở nhà nhưng quý vị vẫn có đời sống của người xuất gia, là ra khỏi cái nhà phiền não, ra được bữa nào vui bữa đó. Tại vì mình là những chúng sanh đang chơi nhảy trong cái nhà lửa đó, mà ông già mình không kêu hoài mình không ra, mình ở trong này vui gần chết. Rồi cuối cùng ngài phải tìm cách này cách nọ đưa mình ra. Rồi bây giờ mình là những người ra được. Pháp Hòa nói ví dụ như mình đi thi vậy đó, vượt cái cửa nào thì mình mừng cái cửa đó. Đến khi nào mà mình vượt được ngũ môn thì tự cái chép thành ra con rồng. Cho nên người xưa ta hay tặng nhau con cá đó. Ai mà làm ăn đồ ta hay tặng con cá, cái hình ảnh con cá để chi? Con cá nó lướt, mà khi nó lướt được vượt hết ngũ môn, nó tới cái chỗ nó thành rồng. Mình hay nói là bao giờ cá lý hóa long đó, lâu lắm, nhưng mà vượt được nó là mình thành công. Chứ không cầu gì mà mình cũng có. Thiệt sự ra hồi sáng này chú Phật tử mà giúp cho tu viện Tây Thiên xây dựng rất là nhiều, chú mới ngồi ăn bên cạnh đó, và lúc chú tới chú ăn sáng chú mới nói cha giờ không biết tặng thầy gì, mới nói không, chú chỉ cần tặng sức khỏe chú là đủ rồi. Thì bây giờ đại chúng cũng vậy, quý vị không cần làm gì cho Pháp Hòa hết. Cái quý vị nếu muốn tặng cho Pháp Hòa là nụ cười thảnh thơi và bước chân vững chãi của tất cả đại chúng trong suốt 10 ngày này. Pháp Hòa thấy chỉ cần thấy quý vị buổi sáng mà từ cái khu Khánh Hòa với Khánh Anh á, mà đi qua chánh điện mà quý vị đi im lặng đi từng bước thôi là Pháp Hòa đủ vui rồi. Không cần nói một lời nào hết. Tại vì mình đang cần là mình có cái chế tác, mình đang cùng nhau chế tác cái năng lượng bình an. Còn cái năng lượng ồn náo là nó đầy dẫy rồi. Nếu mình ở trong này 1000 người mà từ cái hành động gì nó cũng rất nhẹ nhàng, quý vị sẽ cảm nhận được cái năng lượng đó. Pháp Hòa không biết nói làm sao để đại chúng hiểu thôi. Tại vì Pháp Hòa sống được với đó, hưởng được cái đó rồi. Cho nên Pháp Hòa muốn đại chúng phải sống được như vậy, hưởng được cái đó. Chứ nếu không mà đi về rồi nó uổng lắm lận. Một mình mà mình im lặng đó là chuyện thường, bị có ai đâu nói. Bất quá tự nói mình. Nói trời ơi, ở có mình mà bụi đâu quá trời quá đất không biết. Mình cứ ngồi đâu nói đó, ngồi đâu nói đó. Nhưng mà mình mấy trăm người mà không nói, mấy trăm người mà không ồn khi lấy cơm. Xin lỗi đại chúng, người Mỹ họ tu tập nghiêm khắc lắm. Những khóa tu mà họ qua đi với người Mỹ 2000 người đi thiền hành không một lời nói, vô ăn cơm không một tiếng ồn. Người Mỹ họ tuân thủ luật, họ rất là nghiêm túc trong sự tu tập. Tại vì sao biết không? Họ nghĩ đơn giản thôi. Tôi bỏ tiền ra tôi đi tìm cái này tôi học. Cho nên những cái khóa tu mà ở các nơi khác ta tổ chức cho người Mỹ là phải đóng tiền. Cái mục đích đóng tiền để làm gì? Để người Mỹ họ thấy rằng họ đã bỏ tiền ra để họ đi tìm cái đó. Cho nên cái gì mà họ bỏ tiền ra họ quý, họ phải ráng. Thí dụ có những cái lớp thiền người ta mở là trong vòng 3 tuần lễ. Nếu họ không đi, họ mất, đó là chuyện của họ. Thì họ nói trời ơi, giờ tôi đóng 100 đồng mà tôi đi 3 tuần lễ thiền mà tôi nghỉ hết tuần rồi, uổng quá. Họ phải đi. Cho cái mục đích của các cái khóa thiền người ta lấy tiền đó, cũng vì muốn giúp cho những thiền sinh đó, họ phải stick vô, họ phải dính vào cái sự tu tập.
Thí dụ như mình nghe tiếng chuông báo dậy, mình không cần set alarm, vậy mà vẫn có một thầy đi ngang, một sư cô đi ngang báo cho mình thức. Hạnh phúc không? Niết bàn. Ở nhà đó ha, sáng mà đang ngồi ăn sáng là lát trưa ăn gì ta? Mở tủ lạnh tới lui. Còn ở đây không cần mở tủ lạnh, không cần suy nghĩ gì hết, cứ lên nghe pháp buổi sáng 9:30, xong thời pháp 1 tiếng 15 phút rồi ra ngoài cái là beng 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 tới giờ đi ăn. Ăn xong rồi có nhiều khi khỏi rửa chén rửa bát, đứng dậy đi về phòng làm giấc. Cho nên nếu mà mình thấy rằng á, có những cái mình đâu cần làm gì mà mình vẫn vui. Thí dụ như quý vị ngồi tịnh đâu có làm gì đâu, mà tự nhiên sao mình thấy một cái niềm vui hoan hỷ. Có nhiều đêm á, khi mà đại chúng ngủ hết rồi, Pháp Hòa điên vòng, đi kiểm cửa, đi vòng ra Quan Âm, ra Trai Đường vậy, mà Pháp Hòa thấy yên lặng, đại chúng đi vào giấc ngủ và cái không khí Tây Thiên nó yên tĩnh, một ngày tu đã qua trong bình an, tự nhiên Pháp Hòa vui, mà cái niềm vui tĩnh lặng vì Pháp Hòa lo mỗi ngày. Cho nên mỗi lần mà đi vòng vòng trên đất Tây Thiên là tâm nguyện Pháp Hòa luôn, nguyện cho đại chúng mỗi ngày sống được an vui. Cho nên mỗi ngày tu mà đi qua ban đêm, xong một ngày kết thúc một ngày rồi, mọi người không có ai có một cái điều gì xảy ra hết, là Pháp Hòa vui ngày đó. Cho nên thưa đại chúng là có những cái đâu có ai làm gì, đâu có ai hòa cáp gì cho mình để mà gọi là vui. Nhưng mà chỉ cần thấy đại chúng tu tập, tại vì mình làm ra cái này mình muốn cho người ta tu tập, mà đại chúng về đây, đại chúng tu tập siêng năng, cần mẫn, vui vẻ, các thầy lên giảng mà đại chúng ở dưới này mà cười vui là Pháp Hòa vui vui vẻ. Cho nên thưa đại chúng là giống như mình bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè, có đôi lúc mình đâu thấy làm gì đâu, thấy con mình nó ăn ngon, nó ngủ khỏe là mình vui, nó đi làm về tới nhà an ổn cho mình vui. Thường 5 giờ nó về mà bữa nay 5 giờ rưỡi mà không thấy nó, mà không nó gọi cái bắt đầu mình sao? Mình lo. Thấy không? Vậy thì cái vô vi là gì? Là cái niết bàn, là cái trạng thái mà tâm không khởi bất cứ một lo lắng. Tâm không khởi bất cứ một lo lắng mà có niềm vui tĩnh lặng. Vô vi chi lạc. Con người thường là họ nghĩ vui là phải làm gì đó mới vui. Cho nên ngồi mình mà hỏi làm gì đó, trời chán ngấy ngồi mình đây nè. Nhưng mà mình nghĩ mình làm gì mới vui, chưa chắc là có cái người thứ hai, thứ ba tới mà đã vui. Nói hồi là có cây gỗ, nói hồi có xích mít, nói hồi có thị phi. Cho nên có những vị mà người ta vui với cái sự yên tĩnh của chính mình. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài cũng khẳng định cái điều đó. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Thường độc hành là tôi thường đi một mình. Thường độc hành, thường độc bộ. Nhưng mà cái người mà đạt giả, tức là người mà đã đạt tới cái chỗ đó rồi, thì sao? Đi trên cái lộ trình của niết bàn, của vô vi. Cái thứ ba là gì? An vô an chi an. Vô an là chỗ không an, mà mình lại an, nên có cái đó. Cái này mình cần lắm ạ. Cái này mình nên thực tập cho nó có. Ở cái chỗ không an mà mình vẫn an. Tại vì sao? Tại mình quán vậy nè. Mình bỏ tiền ra mua cái vé 600, đi một ngày đường mới tới.
bỏ 10 ngày việc nhà, chưa nói là phải cúng dường nữa nha. Mà cúng dường là cúng dường tâm bảo là cái là chắc chắn là dự trù rồi đó. Còn lát vô trong đạo tràng mà cúng dường tình cảm nữa. Gặp thầy này thầy kia rồi mình có cảm mến, mình phát tâm cúng dường, hay là rồi mua quà mua cáp gì đó. Mình nghĩ ra là một cái khóa tu mình đi về chi nó cũng có. Nhưng mà nếu như mình để ra cái đó, cái phần tiền đó, mà mình đến rồi cuối cùng mình chỉ sống những ngày qua với phiền não, với buồn phiền, thì nó uổng lắm rồi. Tại vì khi tâm mình an thì chốn chốn an, chỗ chỗ an, nơi nơi an, người người an. Cái quan trọng là mình. Cũng giống như mưa mà rơi xuống là cứ đồng đều, mà cây khô thì không lấy nước, cây to thì rút nước nhiều, cây nhỏ thì rút nước ít. Thì mình cũng vậy thôi. Nếu mình là cái tâm vô vi thì cái chỗ này nó có bất an nhưng mình vẫn an. Tại vì sao? An vui nơi này, an khắp mọi nơi. Còn chưa nói nếu mình đem cái nhẫn ra mình nói nữa. Nhẫn của mình là gì? Nhẫn thời tiết gọi là pháp nhẫn, nhẫn con người gọi là sanh nhẫn. Đấy, mấy ngày nay quý vị ở đây là quý vị phải ứng dụng hai cái nhẫn này. Sáng thì nó lạnh muốn chết, trưa thì nó nóng muốn chết, chiều tối nó lạnh muốn chết, cả ngày cứ muốn chết không à. Rồi cái thì trời ơi lạnh kiểu này chắc chết, đừng có lo, cái chuyện chết là chắc. Cho nên lo không lo thì cũng chết chắc. Không cần phải chắc chết. Vậy cái vấn đề là Phật đã xác định với chúng ta rồi. Mình sống với nhau, giữa con người với con người là phải có sanh nhẫn. Sanh nhẫn nghĩa là nhẫn giữa con người với con người. Mới đầu đăng ký là dành phòng rồi nha. Con ở với chị này nè, con ở với chị kia nè. Ở xong được 3 ngày hơi hối hận á. Trời ơi tôi đâu có biết bà dễ sợ vậy. Ôi cha, trong này nó nhiều thứ lắm. Bây giờ hát bài lầm thì tự mình nghe chứ đâu dám nói dài. Đó là còn chưa nói là tôi không đăng ký với ai mà tự nhiên đẩy tôi vô với bà này. Thưa đại chúng, ban tổ chức xếp phòng cũng làm bằng tâm vô vi. Tôi có biết ai là ai đâu. Đưa tên bốn diệu. Đâu có nói diệu yếu. Đâu có nói diệu nào không thể leo. Trời ơi tưởng sao. Đưa vô bốn cái diệu quặc. Diệu nào vô phòng chân cẳng con quặc. Rồi bây giờ bắt đầu mới nói, bắt đầu kiếm chuyện đổi phòng. Tôi Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng ra nó biết rằng á, không có một cái khóa tu nào mà khâu nào mà không có rắc rối. Cho cái người làm việc mà không sanh nhẫn thì sao? Burnout. Tiêu rồi. Trời ơi, đăng ký khóa tu, tôi có biết ai là ai, tôi sắp bốn cục vô. Tôi có biết gì. Nhưng mà rồi mình cũng có khi mình không vui. Cái này Pháp Hòa nói bình thường, không có gì phiền hà đâu. Nói để đại chúng biết rằng cái người làm việc cũng phải có cái gọi là muộn phiền. Mình ở chung mình cũng phiền, người xếp đặt cũng phiền. Nói chung
Rồi người ta giữ, nhiều khi cái ban nấu ăn á, mua cái thùng rau để đó, ai dẹp thùng rau của họ mất tiêu. Tới hồi tới giờ nấu, họ kiếm không có thùng rau là bắt đầu họ mọc râu rồi. Là phải đi lo chạy. Mà giữa rừng này không lẽ hái cỏ vô luộc. Rồi quý vị thấy cái trai đường, nó đâu phải là cái trai đường gọi là professional đâu. Một năm là 20.000 cái liều đó. Cái tiền mướn cái liều đó một năm là 20.000. Mà hôm nào mà nắng ráo á, thì các cô hành đường khỏe. Mà như mà bữa nào mà mưa một cái là nước nó vô, thì phải đứng làm sao? Quét. Xin lỗi, quét nước không phải quét khách đâu. Ngày hôm qua giông gió là các anh em là phải chạy đôn chạy đáo hết tất cả nơi chốn để làm sao điều phục những cái, cứ vị biết cái liều dây đó, mà cái giông bữa cách đây một hai ngày nó tốc hết cái cột lên. Các vị phải đi chỉnh đốn nó lại. Không phải đơn giản. Rồi mình từ xếp cái phòng như thế này, từ đưa đón như thế này, rất rất là nhiều. Có khi danh sách sơ sót, đông quá sơ sót. Rồi có khi là ra gặp, sẵn xe đón luôn. Đón luôn rồi cái người thứ hai người ta ra, định đón người này, đứng hoài không có khách. Đi về với một cục quê. Rồi có nhiều khi người ta hẹn với nhau, người ta đi, mới đầu người ta nhờ mình đón. Xong rồi cuối cùng người ta không nhờ mình nữa, người ta có người thân đón mà người ta báo mình nghe. Rồi mình phải đi kiếm người ra đón, cái người kia người ta phiền, người ta nói trời biểu tôi ra đón, tôi đổ đường ra mà rồi không có. Thế là mấy cái chuyện đó toàn là thầy trụ trì không à. Để làm gì? Thầy làm thầy vuốt. Mấy đạo hữu trong ban vận chuyển làm thầy mời. Mà hãy rắc rối cái chuyển qua thầy, để thầy gì biết không? Thầy làm to ông thầy vuốt. Thôi đạo hữu ơi thông cảm đi. Thôi thương thầy thông cảm đi. Cho nên riết cái thầy bá nghệ. Nói như vậy không có phiền hà gì hết. Chỉ đó chứng minh cho đại chúng thấy cái gì gọi là cái bất an. Không phải là ở chùa là nó an. Cái quan trọng là mình hành xử sự việc. Dù nó bất an cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái thon của mình hạ xuống là nó an thôi. Cho nên đó, cái người làm việc cũng vậy. Cái âm điệu của mình đó, nếu mình nói bằng cái cao giọng, mặc dù có thể tâm mình không xấu, nhưng mà cái thon đó, quý vị người Mỹ họ quan trọng cái thon đó mà. Nói tiếng Mỹ là phải đúng âm đúng điệu, nó mới diễn tả ra được cái ý nghĩa đó. Hồi đó Phá Hoà mới qua Canada, rồi cái mẹ Phá Hoà mới làm đồ ăn cho cái bà caretaker của cái apartment đó, tặng bả cho bả vui mà. Cái bả qua bả học tiếng Việt, bả nói come on, come on, cảm ơn á. Mà Pháp Hòa nghe là come on, come on, tưởng đó là bả hối bà già. Nói mẹ mẹ làm lẹ lên đi, lẹ lên đi, bả hối á. Nghe người ta nói tiếng Anh cũng bập bẹ, cũng sổ tiếng Anh đúng lúc lắm, nhưng mà không đúng chữ. Cái ông đó, thằng Pháp Hòa nhớ, thằng bạn nó ngồi trước vậy nè. Muốn lợi nói với nó là excuse me, tức là xin tránh ra. Cũng muốn nói cho đúng điệu lắm nha. Lời dỗ dai, tap on his shoulder, kiss me Mark. Nó ngó lên, what? Why you want me to kiss you?
Nhiều khi một cái chữ quát của mình thôi mà nó làm cho người ta hiểu cái chữ quát đó khác. Thà đó cái âm điệu của mình, thà đó người tu của mình đó, là cái người tu là cái người có cái phát nguyện tuệ minh. Tuệ minh sát là một thứ thiền, gọi là tuệ minh sát, thiền quán mà mình đi theo sát cái tâm tư của mình, cái dòng tư tưởng của mình. Có một hôm á, có cái vị đó tới mà không biết làm sao mà danh sách sót đó, thì bước vô thì cái cách mình nói nó cũng hơi làm cho người ta hiểu lầm mình là không khe người ta tới. Pháp Hòa cảm nhận được cái vị đó bực, mặt đỏ lên hết. Thì Pháp Hòa đang đứng đó đó, thì Pháp Hòa mới nhỏ giọng xuống, Pháp Hòa xin lỗi. Nói một hồi thì mình thấy bắt đầu từ từ trắng trở lại. Thật sự ra cái đó không có hay gì hết á, tại mình cũng hay đỏ kiểu đó lắm. Tới vì vị thấy khi mình tức giận lên mà mình không nói được á, cái mặt mình nó đỏ, máu mình nó lên. Nhưng mà nếu ai lỡ mà bị tăng xong đó, lúc đó là ghi vô sử á, Phật tử đó an tường thị tịch, qua một tay biến mạch máu do một cơn giận. Thật sự ra những lúc như vậy Pháp Hòa quán chiếu á, Pháp Hòa quán chiếu về cái chữ sân mà Phật nói đó. Đại chúng nghĩ là sân á, là khi nào mình nổi giận đùng đùng, mình tức tối lên mới kêu là sân, đúng không? Không, cái nghĩa đó chưa xác. Khi mà chúng ta nổi giận lên mặt thành tiếng, thành lời mà gọi là sân đó, cái đó là cái quả rồi. Bất cứ lúc nào mình khởi một cái tâm chống lại cái điều người ta nói, lúc đó gọi là sân hết. Nhưng mà lúc đến cái khi mà nó phừng lửa lên trên mặt mình, đó là cái, nó là cái thai nghén. Cái lúc mà mình, cái lúc mà mình bực bội, mình có cái ý mình chống lại đó là sân rồi đó. Rồi đến khi nào mình nổi lên trên mặt đó là nó bắt đầu là cái quả của sân, chứ không phải lúc đó gọi là sân. Cho nên ví dụ như là mình đói bụng muốn chết luôn mà ra tưởng đâu có cơm ăn, mà không có cơm mà mình hơi bực đó, là biết nhận diện liền đây là sân. Chứ đừng có nghĩ rằng á, tôi có làm gì đâu mà sân. Không, chữ sân của Đức Phật nói là nó sâu lắm. Bất cứ giây phút nào mà tâm chúng ta khởi lên cái niềm chống đối với bất cứ một cái điều gì, phiền não bất cứ, không thích một cái điều gì, ngay giây phút đó đều là sân hết. Tham sân si nó đều có cái diễn, cái tiến trình của nó. Cho nên tại sao trong cái quán nguyện bữa ăn mà có cái câu là xin nhớ nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tham, sân si. Sân si là họ thêm vô đó, chứ cái câu nguyên chữ Hán là tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Bởi vì người ta muốn nói thẳng tới cái vấn đề là khi mình ăn, khi mình ăn thì cái gì nó thể hiện qua ba cái độc? Cái tham. Tại vì trong đó có một cái gọi là tham gì? Tham ăn. Thấy cái gì ngon là mình ăn nhiều, rồi mình mất miếng ăn thì mình tức giận lên. Cho nên chư tổ nói thẳng tham đẳng vi tông, nghĩa là cái tham là cái cội gốc. Như bây giờ diễn đạt ra bằng một câu tiếng Việt thì cũng muốn nói rõ để cho đại chúng thấy là xin nhận diện và chuyển hóa. Cho nên sự sân si của mình không tội, vì nó là đứa con của mình, nó là đứa con của mỗi con người chúng ta, nó là đệ tử của mỗi phàm phu chúng ta. Mình tưởng mình đi vô chùa mình tu, mình không có bưng ba đứa đệ tử đứa thi theo à? Có hết. Có điều là mấy ngày nay đứa nào nó ngoan hiền để nghe lời mình, phải không? Còn đứa nào mà nó không ngoan thì nó cứ chồi lên. Mà nó chồi lên là mình phải là ông thầy niệm chú Kim Cô cho nó nhức đầu nó. Cho nên á,
Bát giới ngộ không ngộ tịnh á, là tham, là sân, là si. Đường tăng là mỗi con người chúng ta. Chúng ta là một vị đường tăng, là một con người phàm phu bình thường đấy. Nhưng mà mình có ba đứa đệ tử, ba cái hình thù kỳ dị, ba cái tánh tình kỳ cục, mà khổ nổi nó đòi theo mình mới chết chứ. Mình đi đâu nó đi theo đó, nó phò mình đi thỉnh kinh. Cho nên quý vị đi Tây Thiên thỉnh kinh nè, lặn lội đường xa tới đến đây để thỉnh kinh nè. Và ba cái đứa đệ tử đó nó đi theo mình nè. Nhớ làm sao cho nó gặp được Phật Tổ, để mà Phật Tổ khai hóa nó, cho nó thành đạo hết. Tuy nó chưa thành A-la-hớn, nhưng ít nhất cũng thanh văn duyên giác, hay là ít nhất cũng tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là gì? Là cái quả mà mình đã nhập được vào dòng thánh rồi, như mấy ngày nay vậy đó. 5 giờ sáng là quý vị dậy, mà 5 giờ 45 là thấy phía này, phía kia, phía kia, phía nọ, cùng một dòng trở về đây, trở về chánh điện. Vài 10 ngày này mình ở đây là mình đã nhập vào dòng thánh và đi nghịch dòng đời. Cho nên có thể người bạn của mình ta gọi mình, ta nhắn tin hay là gì đó, ta hỏi thăm, ta biết mình đó, đi chùa rồi. Chùa mà tu gắt củ kiệu 10 ngày. Thì người ta sẽ đặt một câu hỏi, trời ơi sao cái chị đó, cái anh đó làm cái chuyện ngộ, đi làm cực cả năm để dành tiền cả năm mà không đi hưởng thụ, mà lại đi vô trong chùa tu ăn chay cực khổ, 5 giờ sáng hành xác tới 10 giờ chiều, 10 giờ tối. Y như cái kinh mà sắp sửa quý vị sẽ tụng trong vài ngày tới. Có một vị thầy tu trẻ đang tắm ở một bờ hồ, thì được một cô thiên nữ hiện xuống và hỏi thầy. Tuổi thầy còn trẻ, tóc thầy còn xanh, thầy còn trẻ đẹp, lẽ ra giờ này thầy phải đang tận hưởng cái vui của thế gian, tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú thế gian mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Phi thời là nè, lẽ ra giờ này mình đang ở Punta Cana hay là Mexico hay là ở đâu đó, mà tại sao lại đi về một cái chỗ mà sáng nắng chiều mưa thế này? Đây là lạc thú phi thời đối với những người thế gian. Thì cái vị trẻ kia nói, tôi không có là người đi tìm cái lạc thú phi thời đâu, mà chính tôi là người đi tìm cái lạc thú chân chánh đó chứ. Vị thiên nữ mới hỏi là sao? Đức Thế Tôn dạy, cái lạc thú phi thời, cái lạc thú thế gian, tuy có vị ngọt, nhưng vị ngọt rất ít, mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lợi không bao nhiêu, mà cái hại thì cả thúng. Hồi sáng này có một em nữ, nó đi dự khóa tu, từ cái khóa tu mà thanh thiếu niên nó ở dài cho tới khóa tu này, mà nó cứ đi theo mấy cô mấy bác nó phụ vậy đó. Sáng nó ngồi nó vắt nhân chè sữa nước với lại 4 cô Phật tử. Pháp Hòa lại nói, con thời sáng nó phụ Pháp Hòa đi chở thức ăn cho quý thầy quý sư cô. Nói, con ở đây con vui không? Nói, dạ vui. Con muốn đi làm sư cô không? You want to become a nun? Pháp Hòa mới nói đó, you don't want to become a nun, you become a mother. A nun more freedom, a mother more job, more work. You don't believe me, you ask these 4 mothers. Trời ơi, cô nào nói, cô ơi khổ lắm cô ơi. Pháp Hòa chỉ chị Phật tử, nè cái chị này 80 tuổi rồi đó, mà thật sự chị mới có năm mấy. Bây giờ phải giữ cháu nè. Mà thiệt sự nhiều khi mình suy nghĩ, hồi xưa mình còn trẻ mình đi làm á, một ngày 8 tiếng còn khỏe hơn bây giờ mình làm bà. Bây giờ làm bà nội bà ngoại mình còn cực hơn hồi xưa 8 tiếng. Hồi xưa đi làm 8 tiếng về ngủ thôi. Bây giờ là mình phải trông cháu, nó thức giờ nào mình thức giờ đó.
rồi nó không ăn mình phải đút, phải lo đủ thứ hết. Hương cháu hương thương con. Thầy Hòa nói đùa như vậy. Thì ở đây á, cái vị thiên giả đó hỏi cái vị tu sĩ trẻ kia, thì vị tu sĩ trẻ đó mới nói rằng hết giờ rồi. Nói nữa thì vị ngọt rất ít. Thưa đại chúng, là cái bài nói chuyện này chưa xong. Tám cái vô cầu mà giờ mình mới có 2-3. Bữa khác mình nói nữa. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường hay hướng dẫn đại chúng 4 câu đó: đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Tại vì chúng ta có một cái thói quen là chúng ta đi rong, đi rong trong cái tâm thức của mình. Ví dụ như ngày hôm qua mình nói trời tôi nôn quá, tôi nôn để ngày hôm nay được sinh hoạt một ngày. Nhưng mà khi mình ngồi vô đây rồi, cái thể lệ mình lại lo chuyện khác. Thường thường mình có một cái thói quen vậy đó, hễ ngồi ở đây lo chuyện khác, tới chỗ khác lo chuyện chỗ kia. Ít có khi nào mình thật sự là ở đây mà biết ở đây. Cho nên cái trường hợp mà thân đâu tâm đó có bộ hơi khó, phải không? Thường thường là thân ở đây mà tâm ở kia thì rất là nhiều. Cho nên cái mình cần thực tập là thân đâu tâm đó. Thí dụ bây giờ mình ngồi chơi với bạn, mình nói chuyện mà cái người bạn đó không chú ý tới nghe lời mình, họ cứ nhìn ra cửa sổ à, hay là họ cứ cầm cái phone tai, họ cứ nhìn, họ chat, dạ anh cứ nói đi tôi nghe, thì chừng 5 phút thôi là hình như mình không muốn nói nữa. Tại vì mình cảm nhận là người này không có thật sự ngồi đây với mình, họ không có muốn nghe mình, thì tại sao mình lại phải phí thời gian mình nói. Ví dụ như mình đi tới dự một cái buổi lễ, một cái vị mà tối cao lớn nhất, người ta đứng lên người ta phát biểu, mình cũng dở cái phone ra, mình ngồi mình gửi message, mình nhắn tin, rồi cái lâu lâu mình cười hỉ hả trong cái phone vậy đó. Thì ông ở trên ông tưởng đâu ông nói hay, ông ở trên ông nói hay, ông nói hoài ông xuống. Thật ra rồi á, thật sự ra mình muốn đi tới nghe một cái người diễn giả đó, mà rồi mình cũng không thật sự enjoy có mặt cho cái người diễn giả đó. Hay là nói gần nhất là trong cuộc sống của chúng ta, nếu một người bạn trai ngồi với mình, hẹn mình đi uống cà phê, mà anh không có nhìn mình, anh cứ nhìn vô cái phone nè, hỏi anh nhìn gì, anh đang nhìn hình em. Cô này cô cũng nghe, cô cũng 50% người thiệt ngồi thì không nhìn, không, mà nhìn vô cái phone mà trả lời anh đang nhìn hình em. Thật sự ra mình hay bị dụ khị á. Bây giờ mình cứ nhìn trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hàng ngày chúng ta sống, và bao nhiêu lần trong một ngày chúng ta thật sự có mặt cho cái công việc mà chúng ta làm. I like it. I love you. Chính vì vậy đó mà cái chữ thực tập nó đang rất cần với chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Cái lý thuyết mà chúng ta học một phần thôi, nhưng mà phải chúng ta phải biến cái lý thuyết nó trở thành ra cái điều thực tập. Mà chính cái đó là cái mục đích của Đạo Phật. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, và tu là thực hành.
Cho nên đối với cái người gọi là hữu sư trí, tức là trí tuệ có thầy dạy dỗ đó, thì trí tuệ đó phải được thực hiện bằng ba bước: văn, tư, tu. Tiếng Anh dịch là learning, reflecting and practice. Văn là mình nghe, mình học. Tư là mình suy nghĩ. Tu là mình thực hiện. Bây giờ mình nhìn lại, mình tu là mình quán chiếu mà. Thì cái chữ quán chiếu không phải là ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt lại để quán chiếu, hay cần mà lấy một cái kiến để quán chiếu. Mà quán chiếu nghĩa là mình có khả năng nhìn lại mỗi sự việc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ khi mình ăn cơm, mình có khả năng tắt cái tivi không? Hay là mình mở tivi lên để mình coi nhạc, mình nghe cải lương, mình xem phim Tàu, xem phim Hàn Quốc. Ở trong Hàn Quốc phim là ăn mì gói mút mùa. Khi mình ăn cơm với người thân, đừng mở tivi. Mình phải ngồi thật sự mình ăn cơm với người đó. Tại vì gì, trước sau gì á, mình chỉ ngồi mình ngó người đó ăn, tức là đem bàn thờ cúng đó. Thật nữa là cái quan trọng là chúng ta phải có mặt với nhau trong mỗi giây phút. Tại vì bây giờ mình nghĩ một ngày mình được bao nhiêu giờ có mặt với nhau? Không có thời gian. Đi làm một ngày là 8 tiếng rồi. Về là nhiều khi mình có lý do là mệt quá, tôi ngủ lát tôi ăn sao. Rồi là người đó ăn một mình. Tới khi mình ngủ một giấc, mình dậy mình ăn thì người đó đi ngủ. Thành ra có nhiều khi một ngày, hai ngày và thậm chí một tuần lễ không biết mặt nhau ra sao. Tới hồi ngồi lại, ủa sao lúc này chị ốm nè, lúc này anh mập vậy. Nhưng mà bởi vì sao? Vì chúng ta sống trong nhà mỗi ngày, nhưng hình như mình không có mặt với nhau cho mỗi ngày. Và thậm chí là mình ăn cơm, có người không mở tivi thì mở báo ra đọc. Và thậm chí là mỗi người có một thế giới riêng, là mỗi người có một cái phone, rồi mạnh ai nấy nhắn tin. Nhiều khi mình chụp chung một tấm hình với nhau là mình quăng lên Facebook liền. Rồi chừng 2 phút sau là mình bấm vô mình coi coi có ai khen chê gì không, có ai thả tim không, có ai dục bông không. Rồi cái người kia mà nói trời cơm ngon rồi nha, à, cho tôi ăn với cái này, mời qua đây, hì hì hì. Mà mình rất là dễ hì hì với cái người ở trên Facebook, mà cái người đối diện là ăn lẹ đi, ăn lẹ cho tôi dọn. Mình sẵn sàng mình ngồi hàng giờ với cái người ở trên Facebook, nhưng mà hình như cái người đối diện ăn cơm với mình là mình hối ăn cho lẹ, ăn lẹ để tôi dọn. Nhưng mà mình đâu có biết là mình còn thời gian bao nhiêu với người đó. Thật nữa là đã về, đã tới ở đâu, tới giây phút này, tới cái chỗ mà anh đang ngồi đây. Có một cái câu chuyện bên có một cái câu chuyện Tây Phương mới kể là có một ông vua nọ đó, ông muốn đi tìm một cái nhà hiền triết để trả lời cho ông ba câu hỏi: người nào là người quan trọng nhất, việc gì là việc quan trọng nhất, và giờ nào là giờ quan trọng nhất. Thì hôm đó ông nghe người ta đồn ở trên núi Tà Lơn có một hiền triết đang ở trên đó. Thì ông đi lên đó để mà ông hỏi. Thì khi lên tới thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Ông nói: dạ thưa ngài, tôi nghe nói ngài hiểu biết rất nhiều, và những lời của ngài phần lớn là chân lý. Vậy thì xin hỏi ngài, ai là người quan trọng nhất, việc gì là người quan trọng nhất, là giây phút nào quan trọng nhất trong đời người?
Thì đạo sĩ không trả lời, tiếp tục cuốc đất cho đến khi trời tối, ông vẫn không nghe được câu trả lời. Thì lúc đó ông mới đi xuống núi. Thì trên đường đi xuống núi thì ông bị một cái tên địch bắn một cái mũi tên hành thích ông, và ông té xỉu. Và khi ông tỉnh dậy, ông gặp cái người đạo sĩ đó đã cứu ông. Thì sau khi mà cứu ông vậy đó thì ông mới cảm tạ và xin xuống núi. Thì trước khi ông đi về thì ông nói là bây giờ trẫm đây là một vị hoàng thượng. Ông đạo sĩ nói dạ tôi biết, khi cứu ngài là tôi biết ngài là hoàng thượng. Và thôi bây giờ trẫm đã chờ suốt ngày hôm qua mà đạo sĩ không trả lời trẫm. Và khi trẫm xuống núi thì bị một cái người kẻ thù, một cái thích khách, họ đã bắn trẫm. Và cũng may là nhờ đạo sĩ cứu. Và xin đạo sĩ hãy cho trẫm biết ba câu hỏi trẫm vừa hỏi ngày hôm qua. Lúc đó đạo sĩ mới nói: hoàng thượng là người quan trọng nhất. Cứu hoàng thượng trong lúc bị thương là quan trọng nhất. Và giây phút tôi nhận ra hoàng thượng đang bị thương và tôi cần phải cứu hoàng thượng là giây phút quan trọng nhất. Thế nên trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó đang xảy ra cũng là nhất hết. Ví dụ hỏi thầy Pháp Hòa, sáng nay việc gì quan trọng nhất? Em phải ra ngồi đây là quan trọng nhất. Và đang tận hưởng sự có mặt với nhau là quan trọng nhất. Và giây phút này, thí dụ như quý vị ngày mai, quý vị có thể rảnh nguyên một tuần lễ, nhưng mà giây phút này ngày mai không có nữa. Võ chừng nào có, không có bảo đảm. Có thể lần sau Pháp Hòa trở qua, có vị trong này đã không có mặt do một nguyên do nào đó, đi xa, đi Việt Nam, thăm gia đình, hay là có bệnh vân vân. Cho nên mình không biết. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc chúng ta: tôi đã về, tôi đã tới. Tôi đã về với giây phút hiện tại, tôi đã tới với giây phút hiện tại. Bây giờ mình kiểm lại coi, mình lăn xăng hết một ngày rồi được cái gì? Cũng vậy thôi. Lây hoay cho hết một ngày, một ngày đã hết, lây hoay vẫn còn. Từ lúc mình bé tí hon đến nay già cả vẫn còn lây hoay. Vì vậy mà trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy thật sự cái thực tập của đạo Phật. Thực tập chánh niệm nghĩa là chúng ta có đủ cái khả năng sống an ổn trong những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có. Quý vị thấy là có nhiều khi mình làm gì mình hơi mệt. Thí dụ như mình ấy, trời ơi làm biếng ghê vậy, giờ phải đi đánh răng nữa. Thỉnh thoảng mình nói vậy đó, trời làm biếng ghê vậy, phải ước gì giờ ngủ khỏi rửa mặt, khỏi đánh răng. Nhưng mà thiệt sự ra mình ấy, nếu mình không có đánh răng thì mình sẽ bị hư răng, và sức khỏe mình nó không đủ, ví dụ vậy. Cho nên thường thường nếu mình có một cái gì đó nó khởi lên là mình cố gắng liền à. Nhất là sức kem dưỡng da bữa tối. Vì cái đó là mình sợ già nhất, cho nên chịu khó nhất. Mệt cỡ nào cũng phải ngồi dậy rửa cái mặt rồi sức cái kem đó vô rồi mới đi ngủ. Hay là mình nói một cách khác là mình bệnh, thuốc này cần phải uống liên tục, nếu ngừng một ngày là không được. Hay là một ngày phải ba cử là nhất định mình sẽ không quên. Thì mình hãy sống như mình uống thuốc vậy. Nó cấp, nó cần thiết và nó quan trọng, và chúng ta để tâm cũng giống như là chúng ta phải uống thuốc vậy. Cho nên Đức Phật có nói trong một bài kinh đó: khi khỏe phải nên tu, khi trẻ phải nên tu, khi không có bệnh phải nên tu,
khi còn sống phải nên tu. Tại sao? Tại vì mình không có thể đợi được. Cũng giống như là mình muốn đi phơi quần áo thì trong lúc nó nắng phải phơi, chứ nó đợi một chút nữa nó mưa, hay là một chút nữa là mình có thể bận rộn việc khác. Vì vậy cho nên mà cái cuộc sống của chúng ta là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần thiết nhất mỗi ngày, mà trường hợp ăn cơm với nhau, có mặt cho nhau. Chứ ở trong chùa cũng vậy, phóng hòa đi giảng hay là đi Phật sự, thì khi nào phóng hòa về thì phần lớn phóng hòa đều muốn có mặt mỗi buổi cơm chiều với đại chúng. Cái chùa cũng giống một cái gia đình của mình vậy. Mình đi tu, mình đã rời người thân của mình, thì tất cả những thành viên trong chùa chính là người nhà của mình. Và mình ăn cơm, mình ngồi đó, mình có mặt cho đại chúng. Và đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống các vị thành viên đang ngồi ăn cơm, Pháp Hòa nhìn mỗi người nhai cơm, nhìn cũng dễ thương. Và đôi khi mình ngồi như vậy, cái tự nhiên cái trong tâm mình nó một cái cảm xúc nó trào dâng, và Pháp Hòa thấy mình hạnh phúc, và mình thấy người nào trong chùa cũng có cái nét dễ thương. Nhất là mỗi lần khóa tu ngồi ăn cơm, Pháp Hòa hay nhìn qua bàn thấy mấy bác ngồi ăn. Mà khi Pháp Hòa thấy mấy bác ăn cơm là mình thương dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng mấy bác là những người đã mấy mươi năm với mình, biết mình từ nhỏ tới lớn, mà ngày nay mình một người bốn mươi mấy tuổi, gần 50 tuổi, các bác vẫn còn đây để ngồi ăn cơm với mình, thì tự nhiên Pháp Hòa hạnh phúc. Mà thậm chí ngồi mà mình nghĩ tới cái đó, cái nước mắt mình nó trào ra. Và hạnh phúc, nước mắt của hạnh phúc, nhưng mà trong đó nó len lỏi một cái lo là cái hạnh phúc này nó đang dần không có nữa. Cho nên khi mình thấy mình ngồi ăn với một người lớn tuổi, mình biết rằng cái người đó sẽ không còn với mình được bao lâu. Nói như vậy không phải để mình đau khổ, mà chúng ta biết chân quý cái giây phút mà chúng ta đang có mặt với nhau. Ngày hôm qua đi ra phi trường thì có một cái gia đình, cái em này không có biết Pháp Hòa tới. Thì giây phút cuối cùng không biết làm sao mà gia đình biết được Pháp Hòa đã tới Brisbane, thì gia đình tranh thủ chạy ra phi trường để chờ để gặp Pháp Hòa, để mà bày tỏ cái niềm vui là được gặp trực diện. Thì cái người con trai út trong gia đình mới vừa học xong lớp 12, thì em nó ngồi nó nói chuyện với Pháp Hòa, nó cứ lắc đầu, nó nói nó không thể believe là nó đang ngồi bên cạnh thầy, nó nói chuyện với thầy, và nó không nghĩ tới là nó sẽ có được cái cơ hội này. Cái thì cuối cùng nó mới hỏi Pháp Hòa một câu: tôi thường hay buồn một mình, và cái buồn của tôi là tôi sợ một ngày nào đó mọi người xung quanh tôi sẽ xa tôi. Nó nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều du sợ là đúng đó, nhưng mà trong cái thực tập của đạo Phật á, là khi chúng ta nhận diện ra cái điều đó nó sẽ đến chưa được, chúng ta phải làm gì trong khi nó còn có mặt. Cái này mới quan trọng. Tức là mình nhận diện cái vô thường là được, và chúng ta đang sống như thế nào để trước khi nó thật sự nó xảy ra. Cái này là cái good intent. Khi mình biết nó sẽ hư thì chúng ta phải làm gì dụng nó trong khi nó chưa hư. Mình chưa bệnh thì phải sống như thế nào, ăn uống như thế nào để cái bệnh nó lâu tới chứ không phải nó không tới. Hay là nó đã tới thì chúng ta phải biết như thế nào để cái bệnh đó nó đừng có tăng trưởng. Chánh niệm là vậy đó. Thí dụ như mình tưới hoa, nước nó quá đầy, dừng đi, có thể ngưng 2 ngày không tưới
để cho nó rút bớt cái nước trong cái bình này. Rồi cái thì cái mình cứ tưởng là nước đầy vậy thôi, khỏi tưới. Không đâu, 5 ngày sau mà không tưới nó héo. Cho nên có những lúc phải dừng đừng tưới nữa, vì nó đã quá đầy. Có những lúc phải tưới thêm vì nó khô. Và có những lúc không thể chỉ tưới trong cái nước, mà phải có cái chai spray cái nước nó lên, cho cái nước nó làm tươi nhuận cái mặt. Cuộc sống chúng ta cũng không khác nào chúng ta tưới hoa vậy. Hay là chúng sao thân chăm sóc bản thân và người thân chúng ta cũng thế. Thí dụ mình quá no thì phải ngừng đâu có ăn nữa. Hễ đói thì phải ăn thêm. Mình chăm sóc bệnh tiểu đường của mình đó, lúc nào trong giỏ cũng có viên kẹo. Lỡ mà nó xuống đường, nó biểu tình đó, thì mình ăn kẹo lên để cho nó gì? Nó đường nó quân bình. Mà trong khi nó bình thường mà ăn á thì nó đường tăng. Cho nên không tu mà làm đường tăng rồi. Hồi xưa ngày đường tăng. Cho nên mình khéo khéo mà ăn đường nhiều là đường tăng. Có khi người ta kêu là đường lên. Mẻ đường lên là sắp sửa lên đường. Chứ cái bệnh tiểu đường nó không chết người. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh cái mức đường ở trong ta, trong máu của ta. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta có những lúc nó buồn thật là buồn, có những lúc nó vui thật là vui. Chứ những lúc nó chán ơi là chán, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Có những lúc nó như vậy. Nhưng mà nó chỉ là những cái trạng thái vô thường của tâm thức. Mình học cái đó đó là mình học giáo lý đó. Vì Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường. Thành ra có những lúc cái tâm mình nó buồn, có những lúc nó vui. Mà tất cả mấy cái đó chỉ là những trạng thái cảnh duyên bên ngoài thôi. Cho nên mình trở về được với chính mình thì mình giữ được cái mức quân bình như mình ăn đường mà nó quân bình vậy, hay là như muối trong người mình nó quân bình, nó không bị cao mạo. Cái chữ mà tôi đã về, tôi đã tới, hay là đã về đã tới, nó rất là sâu sắc. Và nó cho chúng ta thực tập đủ cách ở trong cuộc sống chúng ta, từ cuộc sống giữa con người với con người, từ cuộc sống vật chất cho đến cả tâm thức của mình. Ví dụ mình buồn thì có nhiều người ta buồn ta biết làm gì, người ta đi ăn. Cho nên có một cái dạng bệnh đó, con người càng depressed là con người càng mập. Tại vì buồn quá không biết làm gì là ăn. Mà ăn mà trong khi buồn là nó khó tiêu hóa. Cho nên ăn vô bao nhiêu nó giữ là hết, và nó phát phì. Và càng phát phì nó càng bệnh. Càng bệnh nó làm càng mình càng khổ hơn. Tại vì việc này chưa giải quyết mà bây giờ thêm cái bệnh, nó trầm mình xuống. Cho nên Phật dạy rất hay: cái này có thì cái kia khó, cái này sanh thì cái kia sanh. Do cái này phát sinh cho nên cái kia nó phát sinh. Ví dụ như do buồn mà đi giải buồn bằng cách là đi vào trong chơi đánh bài, ví dụ vậy đó. Thì trong khi mà chơi đánh bài như vậy, mới đầu mình định giải buồn, ai ngờ đâu buồn không có giải mà hết tiền. Khi mà bắt đầu hết tiền mà bây giờ ghiền, tiền thì hết, buồn thì còn, mà sanh thêm cái bệnh là bệnh ghiền. Rồi khi đó bắt đầu mới đi ăn cắp, ăn trộm, nói dốc, nói láo để giải quyết những cái cơn nghiền của mình. Thành thử ra từ cái khổ này nó lây sang những cái khổ khác. Cho nên cái này có là cái kia có. Cái này sanh, vì vậy cái kia sanh. Và cái thực tập của chúng ta là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giữ được cái nguồn tâm an tịnh của mình. Cho nên trong nhà Phật có câu: bình thường tâm là đạo. Đạo là gì? Đạo là khi nào chúng ta có một cuộc sống bình an, bình thường, đừng có bất thường.
Mình không cần phi thường thì cũng không cần bất thường, cứ giữ bình thường. Bình thường là gì? Đói ăn mệt ngủ. Mình không cần giàu nhưng mà tháng nào cũng đủ chi phí là mừng. Bây giờ giữa cái đủ và cái thiếu, mình muốn cái nào? Không, không, vì cái phước mình không có cho nên đừng đặt vấn đề dư. Vậy cái quan trọng là giữa đủ và thiếu, mình muốn cái đủ hay muốn cái thiếu? Ai cũng muốn đủ. Muốn đủ nghĩa là quân bình. Thí dụ mình nè, tôi không cần cường tráng như thanh niên, tại giờ tôi 70 rồi, nhưng tôi không muốn bệnh tật. Ngày nào sức khỏe ăn được, ngủ được, cơ thể mỗi ngày tốt như thế này, mừng. Vì cái tuổi 70 rồi, theo như người ta là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 50 tuổi còn dám nói năm, 60 tuổi còn dám nói tháng, 70 tuổi dám nói ngày thôi. Mà tới 80 tuổi là nói gì? Nói giờ. 90 tuổi là nói phút. Hơn 90 tuổi nói giây. Cho nên 5 năm 6 tháng 7 ngày. Ai mà bây giờ hơn 70 mà ở tới hàng 8 rồi là cái đó là bonus. Phật ngày xưa cũng có 80 tuổi à. Mình bây giờ mà qua tới 82, 83, 84 mà còn được như thế này là biết là một món quà. Bonus. Cho nên đã về đã tới. Mình có thể mình viết cái câu đó ra như một câu thiền ngữ, như một câu mật chú, để làm sao nhắc nhở mình luôn luôn mình trở về được, đừng có đi quá xa. Tại vì mình không biết được sức khỏe của mình, cho đôi khi mà mình cuộc sống mà nó càng nhiều những cái mà nó lôi mình á, thì cái sự mà định tĩnh của mình nó khó. Thật sự ra ngay thời buổi này tu là đã một cái khó rồi đó. Ngày trước là không có phone, là không có cái gì để hấp dẫn mình hết. Ngày trước không có tivi, không có phone, không có Facebook, không có internet, không có YouTube. Bây giờ mà một người nào mà có cái phone là có tất cả, có thế giới nằm trong đó đó. Thành thử ra rất, không phải là mình sai, nhưng mà ở cái chỗ là mình khó thắng được những cái giây phút mà mình cần yên tĩnh. Tại vì nó cứ sờ sờ trước mặt, nó cứ ngoắt ngó mình hoài. Thật sự trở lại với sự tu tập khó lắm chứ không phải giờ. Chờ ở thời buổi này mà người nào mà còn định tĩnh trong sự tu tập là cả một cái sự công phu nỗ lực. Cũng giống như các con của mình đi học, nó ở một cái xã hội mà đầy đủ những cái sự khuyến dụ nó, mà nó vẫn tiếp tục, nó còn học hành, nó còn bên cạnh mình, thì quả thật là một cái điều tốt. Nhưng mà nó lỡ nó sa vào những cái đó thì cũng không trách được nó, bởi vì cái môi trường nó là như vậy. Chúng ta chỉ còn một cách là làm sao ôm ấp tiếp nhận nó, để trợ duyên cho nó vô trong cái đường rầy, cho nó đúng được giây phút nào hay giây phút đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn á, Ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng sanh ra rồi, nhưng mà cuối cùng sao? Chúng sanh trở vô lại, làm nhọc lòng cho Ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ câu đó không? Thì quý vị biết Ngài Địa Tạng là ai không? Ngài Địa Tạng là mình đó. Ngài Địa Tạng là mình đó. Mà Ngài Địa Tạng cũng là cái tâm của mình đó. Có đôi lúc đó, ăn năn hối hận dữ lắm, rồi thôi tôi tu à, kỳ này tôi tu miên mật à. Nhưng mà đâu chừng tuần hai tuần à, là bắt đầu cái cát nó lôi ra, cái là nhảy ra lại. Rồi Ngài Địa Tạng phải, cái tâm mình lâu lâu cái nó tỉnh dậy, cái nó sao em vô lại. Nhọc lòng Ngài Địa Tạng lắm, có phải không? Cho nên Ngài Địa Tạng là tâm. Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho một người biết hướng thượng. Vì vậy mà trong kinh mới có câu là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Thường thường cái tâm mà không biết hướng thiên đường thì hướng đâu? Ngược lại với thiên đường là gì? Địa ngục.
Chờ hôm nay mà tâm mà biết hướng thiên đường là một niềm vui. Cho nên câu kinh mới diễn tả cái niềm vui mà tâm biết hướng thượng. Phật rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Đó là những câu diễn tả khi một cái tâm con người biết hướng thượng. Tại sao Phật mà phải khen mà Bồ Tát phải quy y? Vì Phật Bồ Tát ai muốn tu cũng không ngoài tâm. Cho nên Phật phải quy y tâm, Bồ Tát phải quy y tâm. Người nào muốn tu mà tâm chưa được trở về thì vẫn còn rong ruổi. Cho nên chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ngợi khen địa tạng đức vô thượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Vì sao có thể làm được việc đó? Trong tay đã sẵn gậy vàng. Gậy vàng là gì? Là tâm kiên cố, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Đó là minh châu. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tích trượng là tâm vững chắc, minh châu là trí tuệ sáng suốt. Người có trí sáng, có tâm vững, nhất định sẽ đi ra địa ngục. Cho nên mình thỉnh thoảng cũng viết xích á, cũng thăm á. Có nhiều khi ngày thăm địa ngục 2-3 trận, thiên đường thì không lên mấy bữa. Tại vì sao phải không? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì có người trần gian mới có người gây lộn, chứ ở trển rồi có ai đâu gây. Tới người nào mà được lên tới trển rồi là không có, nghĩa là người mà được lên tới đó là đủ chất lượng lắm chứ đâu phải bình thường. Mà đủ chất lượng gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, hoặc không tham, không sân, không si mới ở cõi trển được. Cho nên lên tới đó rồi là đừng hòng có người để gây lộn. Tại vì ai cũng thuần tu mới lên được. Cho nên có một vào hôm rồi có một Phật tử ở Sydney mới hỏi Pháp Hòa đó: thầy ơi, lên cõi cực lạc rồi người ta nói tiếng gì? Pháp Hòa nói: biết có lên trên được không mà lo nói tiếng. Và coi như nếu như mà mình lo là mình lên trên không biết nói tiếng gì cũng không cần phải worry. Tại vì nếu Phật Di Đà chấp nhận sponsor mình lên đó thì Phật phải chịu trách nhiệm mở lớp dạy ESL. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Những cái đoạn kinh đó, nó chỉ để diễn đạt một cảnh giới an lạc. Khi mình sống được sự an lạc đó rồi đó, là cái ân oán nó không có là ân oán nữa. Tại vì mình thôi, mình quy định cái này là ân, cái này là oán, chứ thật sự ra mọi việc nó là bình thường. Tại vì mình quy định cái này là xấu, cái này tốt chứ. Ví dụ như nè, bây giờ á, mình đưa một đứa nhỏ một ly nước ấm cho nó uống, thì cái người mà người ta không đồng ý, ta nói trời sao ác quá vậy, cho đứa nhỏ uống nước nóng. Nhưng mà thật sự nước nóng cũng đâu phải là nước độc, chẳng qua là nếu uống thì phải thổi thôi. Thì cái người mà không đồng tình thì thấy ly nước nóng cho một đứa nhỏ là ác. Nhưng mà thật sự nước nóng nó không hề có độc tố hay có ác gì trong đó. Cho cái người mà sống như một trạng thái không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chữ già chết luân hồi là gì? Là khổ vui đắp đổi cứ ngày nào vậy. Còn cái người mà ta sống được cái trạng thái của thiên đường, của niết bàn, là tâm họ bình lặng, vì họ thấy cái gì nó cũng bình thường. Cho nên bình thường tâm là đạo. Người ta hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng: thưa ngài, thế nào gọi là tu đạo? Thì ngài trả lời:
bình thường tâm là đạo. Nhưng mà thường bây giờ mình nghiệm lại coi, một ngày mình bình thường nhiều hay bất thường nhiều? Đa số là bất thường. Mình bất thường từ cái cách nghĩ của mình, mình bất thường từ cái cách, từ cái suy nghĩ đó, nó dẫn tới lời nói bất thường. Ví dụ như á, mình chưa bao giờ xác định là người đó đang cái gì với mình, nhưng mình nghe người ta nói thôi. Mình nghe người ta nói mà người đó, cái người kia có nguy cơ hại mình, thôi là mình gặp họ là bắt đầu mình nói móc, nói méo, nói xa, nói gần. Thí dụ người ta nói: chị biết không, trời ơi, tôi thấy chị đi chơi với cái anh đó ha, cái chị đó ha, ở sau lưng chị ha, nó nói xấu chị quá trời luôn, nó chị giàu mà ỷ rồi ha. Cái lần sau gặp ta, thôi tôi đâu có dám, mắc không, người ta nói tôi giàu mà ỷ. Mà mình không xác định cái gì hết. Thì tự mình nghe một cái điều đó rồi mình lại sống theo những cái đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là: chỉ khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng, chừng đó mình mới thật sự có cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn chúng ta có. Niết Bàn là gì? Khi tâm không còn mọi khổ đau phiền não là Niết Bàn. Có giây phút nào mình được vậy không? Có, nhưng mà chưa có cứu cánh, chưa có rốt ráo, chưa có viên mãn, chưa có trọn vẹn, chưa có 100%, toàn là Niết Bàn bạc tham, không có nước Niết Bàn phun tham. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật, Ngài vẫn sống như chúng ta, Ngài vẫn đi khất thực như chúng ta, Ngài là người mỗi ngày đi ăn buffet, ôm bình bát ra ngoài phố, đi từng nhà. Một là không bao giờ nhìn địa chỉ để biết nhà này giàu. Hai là không nhìn cái người cho, không phải khi rễ người ta, không phải khi dễ người ta, mà để đừng dính mắt với thí chủ cúng dường. Tại đa số chúng ta để ý, cái cô này nè nấu món này ngon lắm nè, lần sau nhớ ghé đường này nữa nè. Cho nên khi mà Phật ôm mình bát, Phật đi khất thực, là cái cách của Phật dở bát là Phật không có dở như thế này, mà Phật dở ngược lại. Cái nắp Phật, ví dụ một cái ba cái nắp vậy nè, Phật dây cái nắp vậy nè, để chi biết không? Che cái tầm nhìn của mình, để mình không nhìn coi ai để cái gì trong cái bát đó. Còn kiểu của mình là phải ngó một cái. Mình nhìn để làm chi biết không? Để mình hấp dẫn cái món ăn. Chà, trưa này ngon nha. Rồi xong rồi mình nhớ luôn cái Phật tử cúng á, mình nhớ luôn cái người cúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á: như con ông hút mật, chỉ hút mật của ông mà không làm hại hoa. Tỳ khưu đi tới xóm làng nhà cửa của Phật tử, nhận thức ăn để nuôi thân mà không làm tổn hoại tính tâm của Phật tử. Nghĩa là nhiều khi mình nhận cái đó, nhưng mà cái cách hành xử của mình thiếu cái tế nhị, thiếu cái chánh niệm, có thể mình làm người ta buồn do sự khen chê của mình. Người ta lòng thành người ta dâng, nhưng mà mình không hưởng cái đó bằng cái tâm thành, mà mình hưởng theo kiểu thế gian là ngon dở khen chê. Và chính vì vậy ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Mà đại chúng cứ nghĩ á, thí dụ như là một cái tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, mỗi ngày ai đi ngang quẹt một cái, thì chỉ cần một cái quẹt thôi, thì lâu ngày cái miếng gỗ đó nó cũng bóng loáng cái chỗ đó, nó mòn cái chỗ đó. Thì có hai chuyện: một là mỗi ngày chúng ta chịu khó chùi cái tâm ngày một cái thôi, thì lâu ngày chỗ đó cũng sáng lên. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta mỗi ngày quẹt theo cái cách negative, thì cái kiểu này có ngày cái tượng nó cũng hư.
Mình đâu có cái gì mà lớn lao đâu, chút chút vậy đó. Cho nên một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa à. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy á. Cho nên cái tu tập của chúng ta mỗi ngày chúng ta rất cần cái giây phút tĩnh lặng 15-20 phút tụng kinh ngồi thiền, làm gì cũng được hết á. Phải có cái khoảng thời gian đó để mình hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là gì? Đưa cái tay mình xuống, đặt cái tay mình xuống trong sự thực tập. Thường thường người ta nói hạ thủ, tức là đưa cái tay mình xuống để chặt. Nhưng mà đây là hạ thủ công phu. Đó là những từ mà chúng ta thường dùng cho sự tu tập của chúng ta. Và làm sao chúng ta có mặt với nhau để chúng ta không có lãng phí, đừng để mình phải hối hận. Một á, con người mình á, một là đừng bao giờ làm điều sai, hai mà lỡ sai thì hối hận, ăn năn. Nhưng mà cái điều ăn năn là tốt, nhưng mà không thể để nó tiếp tục, để rồi mình cứ phát nguyện ăn năn mà chưa bao giờ thật sự có năng để ăn. Thôi thì hôm nay buổi sáng này, sự thực tập của chúng ta là nhân cái ngày rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Cái lễ này nó thật sự không có nằm trong truyền thống Phật giáo. Đây là cái lễ của nhân gian. Ý muốn nói đây là cái mùa thu hoạch. Và những người thu hoạch được sau cái mùa, cái khoảng thời gian này là cái mùa thu hoạch, thì người ta sẽ làm một cái lễ để tạ ơn trước khi bắt đầu vào một cái mùa khác. Và người ta sẽ bắt đầu lại một cái trồng trọt. Cho nên khi thu hoạch thì người ta bày tỏ sự biết ơn. Đối với đạo Phật, thượng quân, trung quân, hạ quân tượng trưng cho ba thời kỳ của một con người. Chúng ta cũng có thanh niên, trung niên và lão niên. Đó là ba thời của một kiếp người. Một ngày chúng ta cũng ba lần, sáng, trưa, chiều. Một tháng, đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm, đầu năm, giữa năm, cuối năm. Như vậy thì trong cái truyền thống đạo Phật, nếu chúng ta nương theo thế gian cúng rằm Hạ Nguyên, cũng không ngoài mục đích là hướng dẫn chúng ta hãy nhận diện ba thời kỳ của một kiếp người. Như ba buổi của một ngày, như ba lần của tháng. Có thể ngồi đây chúng ta đủ ba thời kỳ. Có những người đang thượng nguyên, có những người trung nguyên, và có những người đang hạ nguyên, downhill. Nhưng mà dù thượng trung hạ gì, quan trọng vẫn là cội tâm an bình. Người trẻ mà không bất an thì cả đời người trẻ cũng khổ, người xung quanh cũng khổ. Người trung trung, trung niên mà khổ, người xung quanh khổ, người chính bản thân khổ. Người già mà khổ thì những giây phút cuối đời cũng khổ, rồi làm cho con cháu người xung quanh cũng khổ. Thế thì làm lễ Hạ Nguyên, tụng kinh cầu nguyện, thì chữ cầu nguyện đó là gì? Là ước nguyện cho chúng ta có được một sự bình an bằng sự thực tập của chúng ta. Và nhắc chữ nguyên để nhắc nhở chúng ta ba thời kỳ. Thôi anh biết anh ở thời kỳ nào mà anh cố gắng. Nếu anh đang ở thanh niên thì nhớ rằng anh còn một khoảng thời gian dài. Đó là mình nói theo cái lý bình thường, chứ còn nói theo vô thường là không có bảo đảm à. Còn nếu theo cái lý bình thường là
anh là một thanh niên còn trai trẻ, một thiếu nữ còn trẻ, thì phải cố gắng giữ con đường này cho nó trong sáng. Nếu mà đạt trung niên thì phải nhớ rằng anh đã qua hết một chu kỳ rồi, anh nhìn lại anh được cái gì trong một chu kỳ qua. Và sắp sửa đây anh đang chuẩn bị dần xuống núi để thành một người lão niên. Anh đừng phí khoảng thời gian này nữa, vì một thời kỳ hưởng quân đã qua mà anh nhìn là anh không được gì hết, thì anh còn cơ hội của trung niên. Còn hạ nguyên là tuổi lão già rồi, nhìn lại hai thời kỳ qua hình như mình không được gì hết, thì phải cố gắng những giây phút cuối đời này chúng ta còn được một chút gì cho nó vui vẻ. Mình không còn khiêng gạo nữa nổi nữa đâu, thì thôi cầm chổi quét nhà. Mình vẫn có chuyện để mình làm mà. Mình không còn phải bươn chải để nuôi con, để dành tiền cho con nữa, cầm sâu chuỗi niệm Phật hồi hướng công đức cho con. Mình không còn để là tiền của được cho con nữa, hãy ráng tu tập để lại cái đức, cái đạo cho con. Thì con cái nó nhìn cái hình ảnh mẹ tu, bà ngoại, bà nội đang tu, thì nó sẽ nương theo cái hình ảnh đó nó tu tập. Cho nên già rồi không còn gì cho được con cái đâu, mà thậm chí có tiền của cho nó chắc gì nó giữ đủ, mà thậm chí nó còn nói nhiêu đây đâu đủ. Thì chỉ có một cái chúng ta cho thôi, đó là tình thương và đạo đức. Vì sao? Vì cái đó là cái kế lâu dài nhất. Mình để lại cho con tiền của, tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng thủ. Tích là chứa, tích di tử tôn để vàng kim, tích kim dĩ di tử tôn để vàng lại cho con cháu, chắc gì nó giữ. Chỉ có một gì, tích cái âm đức. Đây là trường cửu chi kế, đây là cái kế lâu dài. Cho nên á, dù cuộc đời có thịnh có suy, cái lòng ta vẫn không có suy thịnh theo nó, bởi vì cái sự định tĩnh của mình có được. Mà cái lời nói đó chính là lời nhắc nhở của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Trước khi Ngài mất, Ngài đã nhắc nhở chúng ta: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sự thịnh suy chẳng qua là một giọt nước đậu trên đồng cỏ thôi, nắng tới giọt sương tan. Thì thịnh cũng chắc chắn gì thịnh lâu đâu, suy cũng chưa chắc suy lâu đâu. Quan trọng là cái tâm mình thấy được rõ thịnh suy chỉ là những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Và cái quan trọng là thấy chúng ta có được cách nhìn đó để chúng ta vững chãi đi tới. Một con cọp không ai có thể tới gần nó băng bó vết thương được. Con cọp khi bị thương, con sư tử khi bị thương, nó chỉ làm một việc thôi, nó đi tìm một cái hang vắng không có người, không có những con thú mà có thể hành hung nó, lợi dụng khi nó bị thương hành hung nó. Nó đi tìm chỗ đó, nó nằm im để cho cái vết thương tự lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng những lúc chúng ta cũng cần tìm một chỗ để tự cho cái khổ đau mình nó lắng xuống. Cho nên khi mà hai vợ chồng họ đang buồn nhau đó, họ đang tách ra với nhau đó, họ đang cần thời gian để lắng xuống những vết thương trong tâm họ. Và họ cần thời gian để nhìn lại coi cái mái gia đình đang thật sự đối với họ quan trọng không, để họ tiếp tục. Thì khi mà khổ đau nó áp ấp, nó chồng chất, càng cố sống chung chỉ là càng gây thương tích, vùng vẫy độc tố cho nhau thôi. Mà nếu chúng ta có được cơ hội mỗi người một góc để yên tĩnh một thời gian để mà lắng xuống cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Chúng ta cũng phải cần có những lúc yên tĩnh như vậy để lắng mọi khổ đau phiền não của ta. Đâu có, không có ai giải quyết khổ đau được cho mình, bất quá là người ta chỉ nói cho mình nghe cái cách thôi, chứ họ không làm được gì đâu.
Mình phải tự ngừa làm mình, tìm cái thời gian nào để làm cho khổ đau đó được băng bỏ. Cho nên Phật có một điều Phật có thể làm và không làm được là gì? Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Giống như người bệnh cảm mạo, cảm lạnh có thể cho thuốc, nhưng mà họ sanh ra họ có tật, có nguyền, làm sao sửa? Cho nên bệnh thì có thể chữa, mà tật thì khó, thậm chí là không nữa. Thì Đức Phật cũng thế, có thể cứu cái khổ của chúng ta, nhưng mà cái nghiệp thì không thể. Vì vậy cho nên chúng ta phải là cái người thực tập để giải quyết cái khổ đau của chính mình. Và thực tập tốt nhất là mỗi người phải tự trở về, nhận diện mình như thế nào để từ đó giải quyết. Thôi mình sẽ dừng ở đây để đại chúng đi sinh hoạt. Bây giờ mình sẽ dùng cơm và tiếp tục chương trình chiều nay. Là sau ăn cơm là phần quy y. Quy y xong thì sẽ có phần giải đáp câu hỏi, cũng như là cái phần thiền trà. Mời đại chúng nếu hôm nay đã sắp xếp thì ở lại sinh hoạt cho vui. A Di Đà Phật. Bây giờ là 12 giờ phải không? 12 giờ 45. Thì chúng ta ăn trưa xong khoảng chừng, nếu chúng ta cố gắng được thì khoảng chừng 1 giờ 45 mình làm lễ quy y. Vì có một số quý Phật tử ở Adelaide bay qua, quý vị cần phải ra phi trường sớm, cho nên mình sẽ làm lễ quy y xong rồi chúng ta tiếp tục chương trình của mình là vấn đáp phối hợp với thiền trà. A Di Đà Phật. Thầy xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tăng